Rất vui được gặp lại quý vị khán giả đi suốt chiều dài đất nước từ Hà Nội vào đến Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này thì Hoài Anh đã được đặt chân đến nơi tận cùng của Tổ quốc, mảnh đất mũi Cà Mau, và cảm nhận được cái nắng oi nồng của miền Tây và đắm mình trong một không gian sông nước mênh mang và hữu tình. Ở nơi đây có những con người thật bình dị nhưng đang làm những việc thật ý nghĩa. Và con đường mà Hoài Anh đang đi đây là một minh chứng cho điều đó. Đây là những ổ voi, ổ gà đã được vá dặm lại. Trước đây thì con đường này có rất nhiều những ổ voi, ổ gà như thế. Nhưng nhờ có những con người tình nguyện làm công việc vá đường, thì giờ đây những nẻo đường của ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau đã trở nên khang trang, thuận tiện và sạch đẹp hơn rất nhiều để bà con có thể đi lại an toàn. Và trong không khí của những ngày đầu năm mới thật là vui này, thì mời quý vị hãy cùng với Hoài Anh ghé thăm và chúc Tết các cô chú anh chị của đội vá đường tình nguyện xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau nhé. Dạ, con chào chị Út Nốt và chào con ạ. Dạ, con thay mặt chương trình cảm ơn bất tận có chút quà miền Bắc gửi tặng chú và các bà con mình ở đây ạ. Rồi xin được gửi cho các cô, các chị ở đây. Cái này đem hết trong luôn không? Rồi, dạ, dạ, và một chúc cô sức khỏe, chúc cô vui vẻ năm mới. Dạ, chúc cô năm mới xinh đẹp, vui tươi nha. Dạ, cho con gửi. Cái Tết này con thấy là bà con mình rất là vui, đón Tết rất là đầm ấm luôn. Khi mà trở lại với con lộ ngoài kia đó, trước đây là con lộ đó toàn ổ gà, ổ voi không à. Mà lần này trở lại thì con cũng thấy là nó rất là khang trang, rất là sạch đẹp. Và chú Út Nốt là một trong những người tham gia rất là tích cực vào phong trào dặm vá đường của ấp Bùng Binh mình. Tại sao mà chú lại lựa chọn một công việc khá là vất vả như vậy ạ? Thì nói chung là tuyến đường mà từ Hòa Thành mà ra tới khóm 8 phường 6 thì ổ gà ổ vịt nhiều quá đi. Thành thử anh em mới vận động bà con mạnh thường quân góp tiền mua nhựa để mình vá cho nó liền cho bà con cháu đi học rồi không có bị dấp té. Đó. Nhưng mà thiệt tình là nó cái công việc này nó đòi hỏi rất nhiều thời gian này, công sức nè, mà lại hoàn toàn không nhận lấy một chút kinh phí nào. Mà tại sao chú lại làm một cái việc thiện nguyện như cái vậy? Này là mình đã xin anh em đã cho tiền thì mình tự xích công trước tiền nhà ra mình đi mua xăng, đổ xăng đi làm ơn tình nguyện mà mình có công là mình góp công luôn là được vui rồi. Dạ rồi bên cạnh chú thì chú sẽ vận động những ai nữa để cùng tham gia với mình ạ? Thì chung là vận động cũng mười mấy anh em dân quân chánh áp bên Bình rồi. Nhất tôi cũng cảm ơn đảng ủy ủy ban dân xã Hòa Thành đã củng cố ủng hộ cho đoàn anh em ta vận động làm lộ. Đó thì mình mới nên là làm cho cái lộ liền. Nhờ đó mình được lộ nó liền không còn ổ gạo dịch. Vậy thì mình sẽ mất bao lâu nếu mà cho một buổi dặm vá đường như vậy ạ? Vậy là nếu làm chắc cũng khoảng cả 2 ngày. Cách làm đường rồi đó thì mình cứ chỉ cho nhau vậy thôi chú. Thì thấy người ta làm đó mình bắt đầu quét sạch rồi tưới nước mình đổ nhựa lên giá đạp thôi. Dạ. Vậy chú có nhớ là chú đã làm được bao nhiêu cái ổ gà hay là bao nhiêu cái con đường? Nhớ không nổi đâu, nhiều quá. Nhiều quá luôn. Nếu không giá tới giờ là không đi được. Ồ dạ. Mà mình đã làm công việc này trong bao lâu ạ? Làm này là 3-4 năm nay rồi. Dạ. Rồi còn cái phong trào của mình thì lâu chưa chú? Phong trào của mình thì bắt đầu bể rồi và bắt đầu thành lập phong trào. Đường bể tới đâu là sẽ có người thiện nguyện đi sửa đến đó. Mình xin mạnh thường quân tới đó. Rất là tuyệt vời luôn. Cho nên là càng ngày thì ấp của chúng ta đã khang trang hơn rất là nhiều. Đúng. Con bước trên cái con đường khang trang như vậy thì Hoài Anh cũng cảm thấy rất là vui. Và ở đây thì không thể thiếu những cái câu hò, câu hát của miền Tây mà các cô, các chị đây là hát rất là hay luôn. Các cô, các chị có thể gửi đến quý vị khán giả cả nước một câu hát được không ạ? Mấy câu cả. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày đi đường xa không tới, về nói với nhau mấy lời. Em xuôi mái chèo sông ông đông, đêm đêm nhắn
tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau ấy thương vô cùng. Và những lời ca vừa rồi cũng thay cho những tình cảm rất là nồng ấm của bà con miền Tây, của người dân Cà Mau xin được gửi đến quý vị khán giả cả nước, thay cho lời chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.